học vui không? Hôm nay học nhiều quá. Tại vì sao lại cô lại cho con học nhiều? Con bị... Con làm sao? Con làm sai. Con làm sai á? Có phải là do con làm ẩu không? Không. Thế à? Thế con không biết tính à? Không biết tính gì ạ? Con không biết tính cái bài đấy à? Mà làm sai. Vâng. Thế con phải hỏi cô. Thế con làm sai mấy câu? Thế con phải cố gắng nhá. Bài nào không biết sai một câu, sai hai câu nè. Bài nào không biết con phải hỏi cô nhá. Học xong buồn ngủ quá. Thế á? Thế bây giờ về có học tiếp được không hay thôi? Thôi. Về mình chỉ đọc tiếng Anh thôi nhá. Thôi. Nhưng thứ hai thi tiếng Anh rồi mà. Thôi. Thế về chơi một tí xong rồi học một tí xong rồi đi ngủ nhá. Thôi. Vâng. Ôi con đói quá. Ăn cơm no thế mới học đi học nhiều gì đâu.